Làm việc ở Vincom Nguyễn Chí Thanh suốt hơn 2 năm. Không nói chuyện nữa. Chúng tôi không cho nói chuyện với nhau nữa. Em rất hay đi mua đồ. Không cho nói chuyện nhau nữa. Thế mới nuối tiếc. Các bạn rất hợp với nhau nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội lại cứng nhắc trong tình yêu như thế? Tôi sẽ là người đứng ở giữa đây không cho các bạn nói chuyện. Đi nào. Xin chào anh bạn nam cùng chơi với em hôm nay. Xin chào hai MC và các quý vị khán giả. Em là Vũ Thị Loan, 29 tuổi, đến từ Quỳnh Lưu, Nghệ An và hiện đang làm việc ở một công ty về thực phẩm. Em sống ở Tân Phú ạ. Ở Tân Phú và làm việc ở quận 3. Bạn nam có nghe rõ không ạ? Em nghe rõ rồi ạ. À, thế là thuộc lý lịch rồi nhá. Thưa dạ, vâng. Rồi. Mình giới thiệu cho mình nghe luôn đi em. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1987, ở tại Hà Nam. Khi học tập và lập nghiệp thì tại Hà Nội. Em làm công việc gì? Hiện tại thì em có mở một cái salon cắt tóc nam.vn và quản lý hệ thống đấy thì được 10 năm nay rồi. Ồ, giỏi nha. Đây là lần thứ tư chương trình gửi 10 lời tham gia cho em. Năm 2017 thì chương trình có mời em đi 3 lần nhưng lúc đó thì em chuyển công tác ra Hà Nội sống, mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh được nửa năm nay. Có nghĩa là chương trình mời. Chứ em đăng ký chứ. Em đăng ký chứ đúng không? Dạ vâng. Và đây là lần thứ 3 rồi. Thứ tư. Còn 3 lần trước thì không có tham gia. Ồ, vậy là định mệnh rồi. Vậy là duyên đấy. Định mệnh. Không phải là duyên luôn, Linh ơi, định mệnh luôn. Định mệnh luôn. Còn bạn nam thì sao? Có phải là lần thứ tư không? Em thì là lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình. Tại vì là cũng đến tuổi lập gia đình. Xong là cứ xem cái chương trình trên YouTube thấy hay quá. Mình bảo là thôi, có khi là mình đăng ký để tham gia chương trình. Mời nhà gái giới thiệu về ưu khuyết điểm của mình. Em là một người rất là năng động và nhiều năng lượng. Luôn tìm tòi sự mới mẻ và làm cho bản thân có nhiều trải nghiệm hơn và tiến bộ hơn nữa. Còn về nhược điểm thì em khá là tập trung cho công việc. Khi mà đói hay là buồn ngủ thì em dễ cáu gắt với người khác. Nếu mà có điều gì đấy mà xảy ra không đúng thì em dễ thể hiện cái sự nóng nảy. Còn một điểm nữa là cái liên quan đến sở thích của em. Em là một người thích du lịch bụi. Đi phượt đó phải không? Vâng, em đi khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam với xe máy một mình và đi sang Campuchia. Và tức là cái sở thích của em là được đi tới nhiều nơi và khám phá. Em dám đi phượt mà một mình á. Vâng, và em đi giữa Hà Nội và Sài Gòn bằng xe máy 3 lần rồi. 3 lần luôn? Wow, bạn này cá tính quá. 2014, 2017 và 2020. Wow. Mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Từ ngày sinh viên ấy, thì em có một cái sở trường rất đặc biệt là em viết kịch bản game show. Thi về nghệ thuật rồi đó. Dạ vâng ạ, em học là học quản lý văn hóa nghệ thuật của Đại học Văn hóa Hà Nội. Có nghĩa là em học cũng về nghệ thuật nhưng bên em học là để có thể là quản lý chứ không phải học để biểu diễn. Rồi, nếu là học quản lý văn hóa nghệ thuật. Dạ vâng. Rồi, em có khuyết điểm gì không? Người ngoài Bắc thì người ta nói là con trai thì hơi gia trưởng. Thì em là trong cái không phải là gia trưởng mà em kỹ tính. Và người nào mà làm không được có gọn gàng sạch sẽ thì mình luôn nhắc nhở người ta làm theo để giống mình. Với cái nghề của em phải chỉnh chu ha, phải kỹ càng, phải gọn ghẽ, sạch sẽ. Em có mấy mối tình rồi em trai? Có 3 mối tình chính thức. Vâng. Mối tình dài nhất là bao lâu? Kéo dài tầm gần 2 năm ạ. 2 năm, mối tình thấp ít nhất là bao nhiêu lâu? Là mối tình thời sinh viên có 6 tháng đấy ạ. Những cái lần chia tay đó mình thiếu sót những gì? Có nghĩa là cái thời điểm quyết định thì mình không có quyết đoán, còn đắn đo. Còn gì tính thiếu quyết đoán trong tình yêu? Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em chưa có một mối tình nào cả. Em chưa có một mối tình nào cả. Thì không vậy? Trời ơi! Lý do là em tập trung vào công việc và em không có nhu cầu có bạn trai. Không có nhu cầu có bạn trai. Em thích rất nhiều người, gần như là lúc nào em cũng thích một ai đấy. Và cũng có khá nhiều người thích em. Nhưng em có quan điểm như thế này là yêu nhau á, em rất là sợ cái người, một trong hai người bị chịu đựng một cái sự tổn thương nào đó. Nếu vậy thì ngày hôm nay khi mà em tham gia bạn muốn hẹn hò là em đã chuẩn bị cho cái việc là em sẵn sàng có bạn trai chưa? Em mong muốn điều này từ năm 2017. Có nghĩa là mình không còn muốn đi du lịch một mình nữa đúng không? Vâng, thực sự bây giờ nếu mà có anh bạn đi cùng thì quá tuyệt vời. Quá vui đúng không? Em không muốn đi một mình nữa. Chứ mình 29 tuổi là đến cái tuổi mình không thể một mình được nữa rồi, nghe. Chào chị. Chào em. Trời ơi. Em quen quen ấy ha. Em với chị Vân thì gặp nhau cũng khoảng 2-3 lần. Có chương trình Xuân Phát Tài. Đó, đúng rồi. Em đó. Cũng làm tóc cho các nghệ sĩ ở trong đó. Đúng rồi, đó. Bởi vì chị nói chị nhìn em là chị thấy quen quen. Vâng. Mà em thấy cái bạn bên đây nghe cái cách bạn nói chuyện, em thấy bạn cá tính không? Vâng. Đi phượt một mình. Em chỉ sợ cá lần. Tính thôi em. Đó, nhưng mà có thể em đây là một cái chất xúc tác để em có thể viết được những cái kịch bản hoặc là những cái idea mới. Bạn trai có thích du lịch giống như bạn gái bên kia không? Em thì có sở thích là du lịch, mua sắm và ẩm thực. Đó, không thích du lịch nữa. Thích du lịch nhưng em không có du lịch phượt như vậy. Thế em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Thứ nhất là họ biết đối nhân xử thế. Ngoại hình thì em muốn sao?
Em muốn một người phụ nữ ưa nhìn, làm sao tương đồng với cả bản thân em. À, cho tôi xem mắt đàn gái thế nào. Em chào anh Linh. Ôi, chào em gái, dễ thương, xinh. Nhìn bạn này á, cái dáng bạn như là người mẫu đấy. Em cao 1m bao nhiêu vậy? 1m69,75cm. 1m69,75cm, tức là 1m7 rồi đó. Tốt rồi đấy. Em muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Về tính cách là một con người sống cởi mở và có tấm lòng với tất cả mọi người, không có ích kỷ. Phải có sự chủ động nhất định trong mối quan hệ với phụ nữ. Chủ động, cái điều mà ông luôn luôn ông khuyến khích các bạn đúng nam rồi. Đó yeah. Bây giờ em nói những điều đó thì anh thấy chàng trai bên đây có đó. Anh ấy giao tiếp tốt nè, chủ động nè. Nói chung con người cầu tiến và có khả năng phát triển kinh tế rất là tốt. Thôi bây giờ ta hỏi ý kiến người thân, sau đó thì mình sẽ cho hai bạn cho gặp các bạn gặp nhau đi. Em đi với ai vậy? Em đi với cậu ruột của em, anh trai và bạn. À, xin mời nhà gái ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chia sẻ thêm là không những chỉ là Loan đã đi xe máy từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh mà. Và việc Loan đi như vậy không phải là để đi chơi nó một cách vô bổ, là để khám phá đất nước Việt Nam như Loan lúc nãy nói, rồi là đi giúp đỡ những người khó khăn, rồi hoàn cảnh như thế nào. Và đó là lý do Loan đã hơn 20 lần hiến máu nhân đạo. Đó là một hành động rất là đáng quý của người trẻ. Và gần đây nhất thì Loan đã đăng ký với bệnh viện Chợ Rẫy để hiến tạng. Tôi rất là trân trọng và luôn khích lệ cháu, và đó là cái điều tự hào của cháu đối với tôi. Thì tôi thấy giữa bạn Tiến Đạt và Loan đã có những chia sẻ và có những cái mà nó gọi là đồng thuận, có thể là bù đắp cho nhau. Thì hy vọng là các bạn cùng có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn, dẫn dắt nhau đến bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Bạn đi với ai? Em đi với cả rất nhiều người thân. Có chị con bác ruột này, có em con dì ruột. Và có cả một cậu em làm chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của khoa quản lý văn hóa. Là những đời sau, ngày xưa là em đời đầu, là những cái bậc tiền bối của các bạn. Thì hôm nay cũng đến để động viên tinh thần cho em. Tại vì là bị ế quá lâu rồi nên mọi người cũng mong là anh sớm lập gia đình. Rồi, mời đại diện gia đình nhà trai. Em xin được chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Em nghĩ là giữa anh Đạt và chị Loan rất là phù hợp với nhau. Như những gì mà chị Loan mong muốn về một người đàn ông, về một con trai, thì anh Đạt thì rất có ý chí từ ngày thời của sinh viên rồi. Cho đến bây giờ là anh luôn luôn là một cái hình mẫu lý tưởng cho các em ở trường hiện tại noi theo. Và cũng như là có một cái sự chân thành. Và em thấy là cũng khá là phù hợp với anh Tiến Đạt. Thì em mong là sau khi mà hai người mở chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau. Và em mong là sẽ được ăn kẹo của anh Đạt từ sớm, bởi vì em đợi ngày này lâu lắm rồi. Cảm ơn trai. Đạt rất là cảm động luôn đó. Khóc luôn đó. Ồ, vậy bảo hả? Là khóc luôn đấy. Sao vậy, hạnh phúc quá đúng không? Cái gia đình hỗ trợ động viên mình nhiều đúng không em? Tại vì là em rất bất ngờ vì bây giờ khi mà mời mọi người đến để cổ vũ cho em, mọi người rất nhiệt tình đến. Tức là mọi người quý mình đúng không? Rất là thương mình, quý mình. Mình nghe được những cái lời rất là thật mà những cái lời chưa bao giờ mình được nghe đúng không? Hãy ngăn ngòi dòng nước mắt cảm động lại. Chúng ta hãy gặp nhau. Có thể để cảm nhận tiếp, biết đâu chúng ta lại rơi nước mắt vì hạnh phúc thì sao? Ừ, đúng rồi. Chuẩn bị mở rào để những giọt nước mắt đó cho bạn Loan nhìn cũng được mà. Em khá là run. Ông có run? Hơi bình tĩnh. Nãy mở cho lúc Đạt đang khóc đó để Loan nhìn thấy thấy thương lắm. Ủa, anh ấy đã khóc hả? Cô kia là có cá tính đấy nha, ít khóc đấy. Wow. Em chào anh. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Em tặng. Đã cao còn mang guốc cao nữa, thành ra quá cao. Em tặng anh cây xương rồng ý nghĩa. Cây xương rồng khi nó đứng một mình hay là nó đứng cùng cây khác thì nó đều rất là mạnh mẽ. Nó có, và cái này nó là hình cái móng rồng để tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông. Và em chúc anh cảm thấy tìm được một cái ý nghĩa gì đấy khi nhìn cái chậu cây này. Anh cảm ơn. Rồi mình mở cái quà của Đạt ra luôn đi. Quà của anh gửi tặng em đấy là một bộ chăm sóc tóc. Cái sản phẩm nó rất là ý nghĩa với các công việc của anh. Dạ. Yeah. Wow. Tất cả những cái sản phẩm này cộng cả cái lược massage này thì em mỗi lần là gội đầu xong dùng lược massage thì sẽ thấy sảng khoái. Cảm ơn anh Đạt rất nhiều, em rất thích. Dạ, hai bạn ngồi nói chuyện với nhau đi. Mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đó, cảm nhận về nhau đi. Cho em hỏi là anh đang sống và làm việc ở đâu ạ? Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Trước đây em học ở Hà Nội, em học ngoại thương Hà Nội, tức là ngành kinh tế. Sau đó em vào đây làm việc
3 năm. Từ bé là em đã định hướng vào Sài Gòn rồi. 2017 thì em lại chuyển ra Hà Nội vì một cái lý do gia đình thôi. Và năm nay thì em quyết định quay trở lại được 6 tháng và định hướng của em sẽ là ở Sài Gòn. Thực ra thì anh đi vào Nam ra Bắc rất là nhiều. Và anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Tại vì ở nơi đó thì anh đã đi lên học tập và công tác ở đó suốt 16 năm rồi. Và anh thấy là cái môi trường đấy mình phát huy được cái khả năng của mình, và nó cũng thấy cuộc sống nó chậm rãi và dễ sống hơn. Có nghĩa là anh sẽ không có ý định là sẽ vào trong miền Nam sinh sống vì là sự nghiệp của mình ở ngoài kia, đúng không ạ? Anh thấy là bố mẹ anh thì già và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Dạ em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm về công việc, thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được. Nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Tính cách của em khá là hướng ngoại và có ít nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn đó, từng ngày, những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về Đà Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó. Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội? Vâng, bố mẹ đi đi về về giữa Hà Nội và Nghệ An. Mình bỏ qua đi nha. Anh hỏi trước đi. Em muốn lập gia đình từ năm 2017, nhưng tại sao đến bây giờ mà em lại chưa lập gia đình? Vì em chưa cảm thấy tìm được đúng người. Có phải là em quá khó tính không? Không, em không có mong tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để mình dựa vào hay gì cả. Nhưng mà em cần một người đàn ông để mình ngưỡng mộ, để mình sống cùng họ hàng ngày. Thì vậy thôi, tức là giá trị là tinh thần. Như em. Anh nói người đàn ông này còn cả một cái chuỗi tóc ở Hà Nội. Bây giờ nãy có cả tiệm tóc ở thành phố Hồ Chí Minh nữa đó. Bây giờ nãy chưa kể đấy, có cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn đấy. Anh có quan điểm gì về tình yêu hôn nhân gia đình không? Ví dụ như bây giờ người ta đang hỏi rất nhiều về cái chuyện sống thử ấy, thì anh nghĩ sao? Thì anh nghĩ là cái việc sống thử ở bây giờ thì nó cũng không phải quá gì khắt khe cả. Yeah. Với những người mà quan niệm như em ấy, thì người ta sẽ hạn chế ít dần đi. Em có hiểu, ví dụ như là ngày xưa mà ai mà có bầu mà trước khi cưới thì cả làng cả xã người ta đồn ầm lên là à cô này là không có chính chuyên, mà ai lại đi ăn kem trước cổng như vậy thứ. Nhưng bây giờ ấy, là những người nào mà có bầu trước là bố mẹ phụ huynh tất cả mọi người đều mừng, à đón về cái là được trâu đất nghé luôn đấy. Là người ta nghĩ thoáng rồi, ngay cả nông thôn thôi đấy. Nên là anh nghĩ là em hãy thoáng hơn một chút trong qua tình yêu. Bây giờ thế này em trai, thời gian không có nhiều đâu, em bước tới nắm tay cô gái và có thể hát một bài nào đó tặng cô gái và nói lên tâm tư, những cái gì suy nghĩ trong lòng mình với cô gái. Mời em. Ok. Anh còn son, em cũng còn son, anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được thành thân vợ chồng. Đổi vị trí các bạn. Dạ. Nếu các bạn thật sự rung động và xem đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó, không chờ đợi gì cả. Em nói là em sẽ có theo chồng ra ngoài Hà Nội không, hay là bắt chồng phải vào trong Nam? Em mới trở lại được 6 tháng. Em đã ra vào 2 lần rồi nên em không muốn. Em sẽ ở lại đây. Rồi, thôi thì 1, 2 và 3. Thời gian. Cả hai không bấm. Một cô gái cá tính, một chàng trai không cá tính. Em có thể, chúng ta có thể là những người bạn. Yeah. Anh nghĩ rằng đó là không có gì nó hoàn chỉnh cả. Chúng ta suy nghĩ như thế, nhưng khi có tình yêu rồi, không ngại đường xa, có thể thay đổi cuộc sống tất cả mọi thứ. Thì em nghĩ chàng trai cũng đừng cứng nhắc trong câu chuyện đó nữa. Bởi tôi biết bạn ra vào thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là dễ, và cô gái cũng có thể ra Hà Nội nếu như chúng ta yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Đừng cứng nhắc trong tình yêu các bạn nhé. Tôi chỉ có đơn giản một câu như thế thôi. Đừng cứng nhắc trong tình yêu. Hãy cho mình một cơ hội. Rồi, đó là quyền của các bạn. Tôi tôn trọng điều đó. Vâng, thì vẫn nghĩ hai bạn này có một cái chọn lựa như thế là chính xác. Thực sự đối với hai bạn. Bởi vì Vân biết bạn Đạt
sự nghiệp của bạn Đạt, công việc của bạn Đạt ở ngoài Bắc rất là thuận lợi. Bạn Lan ở đây cũng vậy, khi mà bạn nói cái câu này, khi mà bạn sống ở trong Nam, bạn được sống tận hưởng nhiều hơn và sống hết với cái tính cách của bạn. Bởi vì người miền Nam là có làm sao nói vậy người ơi. Đó là cho chính nên... cái cơ hội mà các bạn đã mất đi. Tại sao chúng ta không xử lý mềm dẻo chút xíu? Chúng ta hãy tạo cho nhau cơ hội đi. Biết đâu được, cái gì cũng thể thay đổi cả. Trên cái đất này không có gì là không thể thay đổi cả. Nhưng mà vấn đề ở đây là hai tính cách đó là các bạn sẽ khác nhau. Thật ra là hai bạn giải quyết như vừa rồi tôi thấy là hoàn toàn chính xác. Và Loan rất là cởi mở tôi luôn. Tôi khác như bà mỗi tôi thấy em chính xác. Em chỉ thấy tiếc là tại sao em không có gặp anh ở Hà Nội nhỉ? Vì em đi khắp nơi ở Hà Nội. Tại sao các bạn không bóng với nhau? 38 Nguyễn Hồng thì gần Đại học Ngoại Thương, rất gần Đại học Ngoại em Thương. Em làm việc ở Vincom Nguyễn Chí Thanh suốt hơn 2 năm. Không nói chuyện nữa. Tôi không cho nói chuyện với nhau nữa. Không cho nói chuyện nhau nữa. Thế mới nuối tiếc. Các bạn rất hợp với nhau nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội lại cứng nhắc trong tình yêu như thế? Tôi sẽ là người đứng ở giữa đây không cho các bạn nói chuyện nữa. Tôi tiếc cho hai bạn lắm. À, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Đây là những món quà chúng tôi gửi tặng các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M. Lúc 17h50 thứ bảy và 20h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay chúng ta lại kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống này. Hy vọng họ sẽ đồng cảm với nhau, họ hiểu nhau, họ bấm nút hẹn hò, rồi từ từ cái gì tới nó sẽ tới quý vị nha. Ngay bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi chào chị Ngọc Lan và bạn gái. Rồi chào nhà trai. Chưa có gái, ngồi đi. Bây giờ mới mời nhà gái nè. Mời nhà gái. Để qua đây. Rồi, bây giờ bạn gái bên kia có rồi đó. Mời bạn gái ngồi. Dạ, lần đầu tiên chào chú và chào anh Hùng Linh à, chị Ngọc Lan, chào bạn gái bên kia đẹp à. Ngồi đi, ngồi sit down đi. Ok, ngồi tự nhiên nha, thoải mái lên nào. Em tên là gì? Dạ, em tên là Lê Hữu Phước. Lê Hữu Phước, ở đâu Phước? Dạ, ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bà Rịa, Vũng Tàu, mình làm công việc gì? Là mình nhân viên kho cho công ty. Giữ kho hả? Dạ, nhà Danh Hồng. Hả? Dạ, là nhân viên kho cho công ty Danh Hồng. Nhân viên kho đó hả? Kho giữ cái gì? Dạ, kho kiểm bán hàng. Nhẹ. Hàng gì? Hàng nhẹ. Đồ nhựa cho. Hàng cắm hả? Đồ nhựa. Hả? Hàng vào bên nước ngoài. À, hàng xuất khẩu hả? Dạ, ngồi ra nhà con làm vườn đó. Làm gì? Làm vườn trồng cây. Trồng cây luôn. Cây nhiều lắm. Được nhiều không? Dạ nhiều. Trồng gì Phước? Dạ, điều tiêu. Điều tiêu hả? Hàng trái. Tiêu điều đó hả? Trời, trồng hai cây kế với nhau mệt rồi. Phước sinh năm mấy? Dạ, năm 85. 85 là ba mấy tuổi ta? Dạ, 38. 38 hả? 38 tuổi. Rồi. Lê Hữu Phước 38 tuổi, làm vườn rồi nhân viên kho ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, chào nhà trai, bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu nè. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, em tên là Nguyễn Thị Phương Dung. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề may. Rồi, Phương Dung làm nghề may ở thành phố Hồ Chí Minh, quê Dung ở đâu? Dạ, quê em ở đây luôn chị. À, vậy hả? Dung sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 90 chị. Rồi, bé Dung sinh năm 90 nha, nhà trai ơi. Rồi, Dung với Phước ha. Nhớ nha, bên kia sinh năm 90, bên đây sinh năm 80 85. 85 là tuổi con trâu đó, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ Phước nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình cho nhà gái nghe đi. Điểm mạnh là không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc, với lại siêng năng, chịu khó, với lại thương người. Biết thương người. Rồi biết nhiều môn thể thao. Chơi thể thao môn gì? Cầu lông. Cầu lông. Tennis, bóng đá. Rồi. Với lại bóng bàn. Điểm yếu là gì? Điểm yếu là nhút nhát trước phụ nữ. Nhút nhát trước phụ nữ. Chân gái. Gái đâu? Không dám làm quen. Không dám làm quen luôn. Đó. Nhà trai cũng nhút nhát, không dám làm quen với gái. Thấy thương quá. Hèn gì ế đó hả? Chưa biết nha, chút biết có mấy mối rồi, quý vị à. Rồi nhà gái thì sao? Nhà gái mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, chị Ngọc Lan là em có ưu điểm là may vá thì em may được tấm hoa cũng được. Và còn khuyết điểm là em nóng tính với lại quên đó chị. À. Rồi bên đây nữ công gia chánh là tuyệt vời nha. Dạ, chị may có... mà, thợ may mà đúng không? Dạ. Rồi, Phước, bây giờ mình đi vô nè, nhút nhát đúng không? Không dám cua gái đúng không? À, bây giờ mình nói đi, mình đường tình yêu của mình sao? Có mấy mối? Hồi xưa đi học vài mối tình, nhưng mà hồi thời trẻ chưa nghĩ. Vài mối là mấy mối? Dạ, nhiều mối. Nhiều mối hả? Mối dài nhất là lâu, bao lâu? Có mấy tháng rồi mình trẻ hoặc bộ quen lại bên kia. Còn trẻ mấy mối thôi? Dạ, mà rồi thời học đi học. Rồi có mối nào đậm đà gì không? Dạ, cũng có một mối đậm đà mà. Đậm đà tới mức nào? Đi chơi rồi, chơi bời thôi chứ. Đi chơi bời luôn? Chơi bời luôn đó hả? Đi chơi, đi dạo thôi chứ không có gì hết á. Vậy sao nói chơi bời? Nắm tay chưa? Dạ có nắm tay. Có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Đi người yêu sao dám hôn? Hả? Không dám là sao mà người ta không cho?
Dạ, cũng đó hiền lắm, không có. Hiền hả? Bây giờ còn hiền không? Dạ, giờ biết chững chạc rồi. Giờ, giờ chững chạc rồi, hết hiền rồi ha. Giờ có người yêu nào hôn được chưa? Dạ được. Hả? Dạ, được. Được rồi hả? Dạ. Nhưng mà đó giờ có hôn cô nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn á hả? Dạ. Đúng rồi trời. 38 tuổi rồi. Chưa có sâu động gì hết trơn. Chưa sâu động gì hết luôn. Dạ. Nói chung là anh bên đây nhút nhát lắm, nhà gái. Sâu nhất là chỉ có nắm tay thôi đó hả? Ừ, 38 tuổi mà nhút nhát lắm á. Nhà gái bên đây vừa nghe tới chưa hôn ai cái làm gì nè. Mấy mối tình rồi nhưng mà nói chung là phớt qua thôi đó. Dạ. Trời ơi. Ừ, còn nhà gái sao nè? Nhà gái sao nè? Dạ em thì nói chung là nói chuyện với người ta nhưng mà cái người đó thì chưa có chuyện hẳn đó chị. Cái kiểu con nít ấy với lại toàn là ngồi bấm game không? Cho nên em quyết định là bạn chứ em không có. Dạ bên đây cũng vậy luôn, dạ. Chỉ mới nói chuyện thôi. Mới nói chuyện thôi hả? Thôi sợ gái. Nắm tay chưa? Dạ chưa. Trời ơi. Bên đây cũng chưa luôn. Bên đây là chưa nắm tay luôn nha. Bên đây có nắm rồi. Vậy là cũng có thưởng thức hương vị của tình yêu rồi. Trời ơi chết rồi cái cặp này. Rồi, cặp này khó nha. Cặp này mệt mỏi rồi đó. Bây giờ mình muốn có người yêu một mẫu hình thế nào, nói coi giống bên đây không? Dạ thì người đó là không uống rượu, uống thuốc. Đúng luôn. Đúng, đây, đúng. Không uống thuốc luôn. Gia trưởng với lại không lăng nhăng anh. Ông này không dám nắm tay, không dám hung luôn mà lăng nhăng gì nói. Không, ông này chưa yêu ai bao giờ nên cũng không biết có lăng nhăng đúng không. Đúng rồi. Chắc lăng thì có đó. Lăng khác rồi lúc cũng có nhăn nữa nhưng mà lăng nhăng thì không có. Nói gì nữa? Không? Dạ thật thà chịu khó anh ơi. Thật thà lắm. Giữ kho chắc cũng chịu khó lắm á. Có điều gì không thích ở đàn ông không? Dạ thì em người gia trưởng với lại người không có chứng kiến của mình đó chị. Cứ nghe lời người này người kia ấy. Ừ. À, phụ nữ đúng là mâu thuẫn. Muốn ta không gia trưởng mà muốn ta phải có chứng kiến. Còn chứng kiến ta phải quyết định. Chứng kiến ta phải quyết định thì lúc đó ta phải học lộn với gia trưởng khác với chứng kiến. Khác đúng, gia trưởng là áp đặt. Áp bắt người ta phải theo ý mình. Thì đó quyết định. Còn chứng kiến thì là mình bảo vệ cái suy nghĩ của mình. Ừ nhưng mà mình cũng vẫn nghe theo người khác. Ủa, bảo vệ mình là bằng mọi giá tôi bảo vệ. Mình bảo vệ thôi nhưng mà còn chuyện nghe hay không là tính sao? Vậy ừ vậy đó. Vậy? Ừ thôi vậy đó. Vậy hả? Vậy đó chịu không chịu. Ủa, chịu. Quá phụ nữ này mắc cười luôn. Rồi giờ sao được không? Được, qua ừ. Đi đó. Nhà trai tôi đàng hoàng lắm á. Dạ chào nhà trai. Chịu là. Trời ơi sao mà rất là gọi luôn. Chỗ đứng lên chào luôn á. Hiền lành nết na, dịu dàng. Thùy mị. Đoan trang. Đúng rồi. Hiền thục. Đúng rồi. Mỹ tâm. Cẩm ly luôn. Mỹ miều. Rồi suy nghĩ sao tóc bạc hết trơn này Phước. Dạ chắc suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều suy nghĩ vậy gì vậy? Nghĩ lo sao? Lo sao? Lo gì? Lo đủ thứ. Lo cái gì đâu nói nghe coi. Mình bằng tuổi đó. Giờ bên đó lo gì? Nghe coi giống bên này lo không? Biết suy nghĩ người nó hay suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ vậy gì? Biết mình cũng ổn định mà thấy suy nghĩ nhiều. Vợ con suy nghĩ gì vợ con hay sao? Về tương lai rồi sao? Tương lai rồi hả? Vậy lo rồi. Lo cái gì mà nó không có tương lai không à? Lo về tương lai không à? Bây giờ mình suy nghĩ có khi nào mình suy nghĩ mình tưởng tượng ra là người vợ tương lai mình như thế nào không? Vợ tương lai đừng mập lắm, đừng có đừng mập. Với lại hiền lành, tính tình thì hiền lành. Làm gì ông nó không thích mập? Tự nhiên nó không thích mập đâu, cái quay qua đi nhìn tôi. Dạ với lại cái tính hiền lành, chung thủy, chăm lo bé cho tình. Tính cách thì hiền dịu, biết cái mập, trên nhìn dưới được. Mập ở bà Ngọc Lan được không? Dạ được. Dạ, được đúng không? Mập cỡ vậy được đúng không? Dạ được. Mập hơn xíu nữa được không? Đừng mập quá. Mập quá là mập cỡ ai đâu? Mập như là tuyền mập hả? Cỡ tuyền mập được không? Nè tôi hỏi làm gì không thích người ta mập hả? Dạ. Làm gì không thích mập? Tại người nó thích kiểu thích sợ thích. Thích ốm nhách gì đó hả? Người thông thon, người gầy ấy. Hả? Cao. Có cao, cỡ bà Hà ngồi dưới được không? Hiền dễ là hiền. Miền khô biết. Tôi 85, ổng cũng 85 đó trời. Kìa coi 85 kìa. Đó, nhìn qua 85 cái bên kìa. Ma quỷ không à. Cũng tìm người. Ai vậy bà? Tìm người tính cách người. Không, thích người như bạn Ngọc Lan không? Dạ được. Bây giờ hỏi coi, bạn ơi, bạn cách nào chỉ tôi giống coi như bạn coi. Hả? Làm gì rung như vậy? Bây giờ nắm tay bạn Ngọc Lan cái coi cho nó. Dạ, nắm tay cái, bắt tay nè. Nắm tay cái truyền năng lượng coi. Đó, mạnh mẽ lên nha. Mạnh mẽ lên cho bạn nha. Rồi, cô gái bên kia rất là dễ thương nha. Cũng chưa yêu ai bao giờ luôn thì hai bạn có một cái điểm chung với nhau là chưa biết yêu. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta biết yêu, ok không? Mạnh dạn lên nào, đi ra đây. Dạ, hôm nay ba mẹ bận với nhà quá, tại bạn bè đồng nghiệp thì nó... Bận hết luôn đúng không? Dạ. Nói chung rủ ai người đó bận đúng không? Dạ, ba mẹ cũng bận quá. Rồi, thôi được rồi, để tôi lo cho. Rồi, bên nhà gái đi với ai? Nhà gái đi với ai nè? Nhà gái cũng đi một mình luôn. Rồi, hai bạn tự xử, có cái gì thì ông mai bà mối lo. 2, 3, mở rào. Mà hiền dữ. Đúng là. Từ từ nha. Cái lò đó sao thấy ghê vậy? Coi. Sáng tao đi tao nhuộm tóc rồi vô. Rồi, tiến tới luôn. Dạ, em
mà lớn lên tạc phán đứng đi Huyên, tặng cái gì nói ta, anh tặng cái gì đó, tặng cái nước hoa này, mỗi ngày xịt nước thơm thì nhớ đó, mỗi ngày xịt nước thơm nhớ đến anh, lấy ra xịt ba cái coi. Thôi để vậy. Thôi để về. Xịt liền. Người ta có thích cái mùi này hay không? Đúng rồi, người ta gặp phụ nữ là xịt liền. Cầm giùm cho. Rồi đó, mở ra xịt cho người ta. Đúng rồi. Mày mốt mua nước hoa tặng ai thì mua của tôi nghe không? Được rồi. Lên đây cũng quảng cáo nữa. Xịt. Trai đẹp quá trời. Xịt đâu cái này đó vậy trời? Trời ơi. Ta xịt nước hoa, ta xịt vô tóc nè. Nè, nè, xịt đằng sau. Đầu tiên tay cái bụng trước. Nè, quay ra. Đó, xịt đây nè. Đó. Trời đất ơi. Nghĩ sao? Đầu tiên xịt nó quang đèn em cũng xịt nữa. Trời đất quỷ thần ơi. Mày xưa chưa xịt trái chân hả? Chưa hả? Mình nói từ từ thôi, mình nói gấp quá nó liệu cái từ đó đó. Một miếng thôi. Két kìa. Mùi nước hoa nữ mà cũng xài nữa thiệt. Ủa gì chứ tôi? Ờ quên tôi nam hả quên? Anh quên lên bóng rồi. Lộn lộn. Tưởng đâu người lộn giới tính. Sao thơm không? Hỏi hỏi. Sao thấy nước hoa? Hỏi thơm lắm. Thấy nước hoa sao? Thế tôi hỏi em thích mùi này không? Em thấy thích mùi này. Hồi đó giờ có xịt chai chưa? À, chưa. Hàng chi lần đầu tiên xịt nước hoa. Hỏi anh tặng cái gì vậy? Anh tặng cái gì vậy? Dạ em tặng anh đồng hồ, anh xem giờ anh đi làm. Dạ cảm ơn. Mở ra luôn. Đeo. Mở ra đeo vô. Đồng hồ đeo đeo đồng đẹp đưa đây. Đồng hồ để bàn đeo vô. À đồng hồ để bàn thì lấy ra để đây nè. Đồng hồ để bàn thôi thôi khỏi đi. Rồi, phải lấy rồi. Giờ mình về ghế ngồi nha. Hai đứa này phải ngồi gần nhau. Nó nhỏ quá không nghe được. Đây, từ đây Phước. Đó. Bây giờ Dung ngồi đối diện quay qua xíu nào. Đó, hai người nhìn thẳng nhau coi. Thấy okay. Anh sao anh? Dạ, thì anh cũng hiền. Còn anh thấy em sao? Em cũng hiền dễ thương. Em có hay đi đi dạo gì không? Dạ, em thì cũng ít đi chơi mà. Chơi ở Sài Gòn, ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận Gò Vấp. Gò Vấp hả? Dạ. Hồi xưa anh gọi Tân Bình, anh hay biết rồi chứ. Vậy là quê anh ở đây luôn hả? Dạ, ở quê. nhà anh ở Bà Rịa luôn, ngay chỗ đại chùa Đại Thông Lâm á. Em biết em có hay đi xuống Bà Rịa chơi lần nào chứ? Dạ, không, hồi trước em đi chứ bây giờ em không đi, lớn không đi. Để khi nào có gì chẳng. Lắm em dẫn đi chùa chơi. Em có theo đạo gì không? Dạ có, em đạo Công giáo á. Ừ. Bây giờ dạ. Nói, bây giờ nè, chuyện nó khoan đi. Bây giờ hỏi là em thích đi chơi đâu? Sở thích em sao? Sở thích của em à? Dạ thì sở thích của em thì em là thích em yêu cái đẹp. Dạ? Yeah. Sở thích thì em yêu cái đẹp. Cái đẹp. Anh cũng vậy, em cũng mất cái đẹp. Anh có lãng mạn. Cũng không lãng mạn lắm, cũng bình thường. Các bạn. Còn em sao ạ? Dạ, em thì em thích người lãng mạn. Thích người lãng mạn hả? Ôi cô thợ mai thích người lãng mạn. Bây giờ em cố gắng lãng mạn đi bây giờ. Em rủ cô ấy uống cà phê ở một cái quán nào đó thiệt là lãng mạn, nói gì đi. Vậy anh dẫn em đi cà phê là đâu có chỗ lãng mạn hay sao? Nếu mà có thời gian thì đi. Anh cũng biết nấu ăn đâu. Không biết là sao nhưng mà anh thì... Biết là sao nhưng mà anh phụ được, phụ cho bạn gái được. Không nghe gì hết. Vì anh phụ thôi cho. Cái cặp chắc phải là gần chứ ngồi xa quá. Ngồi xa quá, nói chuyện không nghe được. Là hai người nhỏ đứng ở đây. Đây, thử đi. Thử đây, lần đầu tiên mình nắm tay với người phụ nữ đối diện đó. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Hỏi bây giờ anh tính làm kết hôn được. Nếu quen nha, nếu quen tìm hiểu khi nào muốn kết hôn được. Thì khoảng 1-2 năm. 1-2 năm đó hả? Lâu quá ta. Lâu quá năm được không? Thì nếu mà tìm hiểu thấy được thì tính tới. À. Nhưng mà em có điều kiện là anh có đạo không? Từ từ tính sao? Chuyện đó em muốn đợi anh. Chuyện đó tới sau được không? Nhưng mà anh đi với em thì anh sẽ thay đổi. Sao? Nếu em anh sẽ thay đổi luôn. Được anh. Chắc để từng nhắc những việc anh lên lần hay lần. Vậy là anh đang làm giống tàu. Ừ, giống tàu. Ở gần nhà thôi, đi về cũng mừng lắm. Được không? Tổng dạ được, lần được không? Dạ được chị. Tàn lên lần. Làm gì? Nên các đủ bạn đi ăn uống dạo. Đi ăn rồi mập nữa rồi sao? Yeah. Có đâu chị em bệnh chứ không có phải mập đâu. Đi uống được, uống thôi được không ạ? Thôi mình cứ về để em thích em trai nhá. Sau này mình lấy nhau rồi em thích trai nhá. Em thích con gái. Nhưng mà cái này là trời định, con nào cũng là con thôi. Hỏi em thích mấy đứa? Em thích mấy đứa? Dạ, dù gái hay trai chị hai là được rồi anh. Em thấy anh được không?
Thì em thấy anh mẫu người mà em cần tìm. Dạ thì giống. Giống. Hỏi lại còn em, anh thấy em có phải là người anh đang tìm không? Anh thấy em sao? Giống gì anh đang nghĩ không? Anh thấy vậy. Thấy em hiện bài có cảm xúc. Ông này nói tôi không nghe được gì. Ừ. Hai người nhìn thẳng mắt nhau, nhìn thẳng mắt nhau. Hai người nhìn thẳng mắt nhau. Em thấy cô này sao? Dễ thương, hiền. Hiền. Còn em thấy Phước làm sao Dung? Dạ, cũng hiền đấy anh. Hiền không? Em thấy đây có phải là mẫu hình của mình không? Dạ. Thấy không? Bây giờ Phước nhìn thẳng mắt Dung, hát tặng bài cái coi. Nhìn thẳng, hai người nhìn thẳng nhau, đừng nhìn xung quanh nữa. Biết hát nhớ lời, nhớ lời. Kệ nó, nhớ thì cũng được, chứ hát bài đi. Nhìn để em hát bài, hãy về đây nữa anh. Gì? Hãy về đây với anh. À, rồi. Nhìn Dung mà hát, bắt đầu. Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân. Quên mất lời. Mình anh ra đây cô đơn khóc. Ừ. Lên lấy đi. Mình anh có giấy không? Có giấy không? Có giấy. Có rồi lấy ra hát. Trời đất ơi, tìm người yêu mà hát lấy giấy ra nữa. Chơi luôn. Được nhiêu hay nhiêu. Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân. Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, được hàng cây trước sân dường như cũng đã xót xa đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua. Dở quá. Dở quá hả? Hay thật. Thấy sao? Thấy được hả? Đó, người ta thấy được kìa. Khi yêu rồi thì cái gì nó cũng được hết á. Dung dạ. Bạn bài đi. Dạ thôi, em biết hả là em không biết hả là không. Bây giờ hứa. Hứa thì bây giờ nếu mà anh lấy được em thì anh sẽ làm gì để lo cho em và lo cho con gì đó. Nói bằng cái suy nghĩ của mình đi. Anh nếu mà hai mình với nhau thì anh sẽ cũng hết sức để chăm lo cho hai đứa mình sau này, con cái sau này. Nhà anh thì nếu mà được nhà anh thì ấy thì sau này nếu mà em sức mở tiệm may thì anh sẽ mở tiệm cho em. Chỗ nào có việc thì em làm. Dạ. Dạ. Giờ mình đã chuẩn bị gì để cho đám cưới rồi nói. Dạ, những miễn cưới là có điều kiện rồi. Đủ nhiêu rồi để dành được nhiêu? Không có nhiều, ít thì cũng được đủ đám cưới rồi này. Đủ để con được chưa? Dạ cũng được. Mỗi dạ dư luôn. Dạ cũng nhiều hơn được. Nói bạn gái là bây giờ mình chuẩn bị cái gì? Về cưới về ở đâu hay thế nào? Đây, nếu về nhà em đất thì bên đó rất rộng, nhà ngoài mặt tiền thì em nếu muốn kinh doanh thì muốn mở tiệm may thì ở sát bên đó có tiệm may thì em mở tiệm may cho em may nhà. Rồi có vườn tược thì em phụ ba mẹ anh làm vườn, nhà này có ba mẹ với bà ngoại không biết ai chứ. Có điều là em có làm dâu mà. Nhà được làm dâu luôn. Làm dâu thì sẽ ở đó mở riêng, ở đây nhà gần nhà luôn. Dạ, thì nhà anh thì vào nhà anh thì bà mẹ ở đó thì muốn khắc nhà bên thì có. Sao nhà họ không thích làm dâu hả? Dạ, phức tạp lắm chị ơi. À vậy dạ. Hả? Bây giờ ai cũng thế. Em cũng vậy rồi.